quý thính giả thân mến, trong tuần qua, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn giao thông và va chạm giao thông. Phản ánh nội dung này, phóng viên Sơn Tùng đưa tin. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện phối hợp với công an các xã thị trấn tổ chức tuần tra kiểm soát 28 cuộc, có 138 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, qua kiểm tra 3 xe ô tô khách, 10 xe ô tô con, 30 xe ba bánh, 216 xe mô tô, xe gắn máy, phát hiện 75 trường hợp vi phạm, phạt tại chỗ 21 trường hợp. Đội cảnh sát giao thông công an huyện lập biên bản 38 trường hợp vi phạm, tạm giữ 34 xe mô tô, xe gắn máy, 8 giấy tờ các loại. Giao công an các xã thị trấn xử lý 16 trường hợp, tạm giữ 13 xe mô tô, xe gắn máy, 3 giấy phép lái xe, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy 2 cuộc. Qua kiểm tra đã lập biên bản xử lý 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 1 trường hợp dương tính với ma túy. Trong tuần qua đã ra quyết định xử phạt 39 trường hợp vi phạm với số tiền 46 triệu đồng, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra tình hình vận chuyển gia súc và sản phẩm thịt gia súc tại bến phà Bình Tân, xã Bình Thới, 3 cuộc có 9 lực lượng tham gia. Qua kiểm tra 38 xe ô tô, không phát hiện vi phạm. Quý thính giả vừa theo dõi xong phần tin chi tiết. Ủa anh ba, anh làm gì mà ngồi mơ mộng vậy? Ơi, mơ mộng gì đâu chị ơi. Tôi đang coi cái ao tôm mà buồn quá trời nè. Chị nhìn kìa, nước ao đục, tôm yếu, rớt dài dài. Ủa, anh chưa dùng Ambio hả? Ambio hả? Đúng rồi, Ambio là vi sinh sống, có chủng vi sinh nhập từ Nhật Bản, công nghệ cao, chuyên dùng cho nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm đó anh. Ambio giúp cân bằng hệ sinh thái ao nuôi, ổn định môi trường nước, ngăn ngừa hình thành khí độc như NO2, NH3, H2S. Vì sinh sống Ambio giúp tôm siêu hấp thụ dinh dưỡng, lớn nhanh mà lại tăng sức đề kháng nữa, khỏi lo dịch bệnh luôn. Thiệt vậy hả chị? Ừ. Mà Ambio đó có an toàn không? Trời, Ambio đã vào top 100 nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam, là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi trồng thủy sản đó anh. Có Ambio, tôm khỏe, ăn nhiều, an toàn, tốt cho sức khỏe, đảm bảo cuối vụ bội thu luôn. Ambio hiện đang bán rộng rãi trên cả nước đó anh. Anh cứ tới đại lý gần nhà mình nhất là có hàng luôn. Wow, nếu vậy thì phải đi mua về dùng ngay mới được. Ambio, vi sinh thiết yếu cho người nuôi tôm. Quý thính giả thân mến, thực hiện chương trình hành động của huyện ủy về đẩy nhanh công nghiệp hóa. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.